Ok, here we go, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Guys Stand Up Và ở trong cái video này mình sẽ bày cho mấy bạn một cái mạng lưới tiếp thị liên kết mà uh, bạn làm càng nhiều thì mấy bạn sẽ càng có tiền ha Thì uh, mình sẽ đi nhanh vô trong uh, một vài cái vấn đề như thế này uh, Hiện tại thì mình sẽ vào Google ha Thì chúng ta sẽ bấm cho mình là Audible App Fee lia program ha rồi ok thì uh, chúng ta sẽ vô trong cái phần này thì nó sẽ có hai cái pay để mình uh, làm ha thì uh, ở cái chỗ này nè anh em thấy là người ta cấp nó có bài gói có nghĩa là cái cái một lần sang nấp cái cái đèn cái cái audio audio book nè cái cái bình thường á đó. đó, là bạn được không phải nằm đồ thì tí nữa mình sẽ giải thích cho mấy bạn hiểu cái này cho nó dễ hơn ha. Và cái mà free trial digital membership mà đăng ký gọi là đăng ký uh, theo uh, theo tháng với số lượng bao nhiêu đó thì sẽ năm mình sẽ uh, mình sẽ một một lần đăng ký người ta gọi là sub, sub, subscription thì mình sẽ được 5 đô một người và cái bảng vàng là truy cập bất kỳ cái 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 cái, cái cuốn sách nào luôn và đổ, uh, nó sẽ có một cái gói cao hơn là 10 đô ha thì tại sao mình nói cái này là bất kỳ bất kỳ quốc gia nào thì mình sẽ qua mình nhảy qua bên này để mình giải thích cho mấy bạn hiểu ha còn cái đây là CBA thì nó không liên quan gì mấy ok thì uh, chúng ta sẽ vô trong cái uh, um, từ từ nha ở à, đây commission income statement ha mình sẽ bấm vào trong này để cho mấy bạn à, để mình giải giải thích cho mấy bạn hiểu ha rồi đây là những cái cái phần mặt mặt hàng mà mình được phần hưởng phần trăm nè đó như vậy ha thì mấy cái party event thì uh, theo thời gian thì cũng ok luôn rất là ok uh, thì cái này là nó đăng ký theo tháng cho nên là cứ một lần sign up là mình được không mấy bạn thấy nè nó có rất là nhiều gói trong này thì đây cái phần audio audio book đây cái phần mới nãy mình mình nói đây thì nó ghi là any customer tức là bất kỳ khách hàng nào có nghĩa là bất kỳ đầu luôn đó thì um, mình nó được 0,5 5 đô 5 đô đó là member gold nè plus premium á là member gold đó, là 10 đô đó nó những cái 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 gói cao hơn là, là 25 đô nói chung là khá là ổn ha rồi ok thì uh, thì mình thì thì mình có sẵn cái 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 uh, mình có sẵn cái 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 này rồi cho nên là mình mình lấy cái link nó dễ lắm mình mình không có cái gì khó đối với mình hết thì mình chỉ cần bấm vô trong cái tên uh, này, mấy cái bao tiền nên là mình được 10 đô nè các anh em đó như vậy thì uh, audible đây nè đó 10 đô nè ví dụ như mình đã đăng ký với affiliate amazon rồi thì cái việc hiện tại mà mình vô mình, mình coi những cái cuốn sách này hoặc gọi là phim ảnh tá lạ hết nó rất là dễ nha anh em thật sự nó nói luôn nó 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 rất là dễ để để mình có có thể làm tại vì những cái content về phim ví dụ như cái phim mới đi thì mấy bạn cũng có rồi thì mấy bạn cũng ok ví dụ như Sandman này Sandman là cái 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 bảng mà chuyển thể từ phim này đó là mấy bạn chỉ cần chỉ cần mấy bạn có được một cái 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 cái, cái nguồn traffic ổn định và mấy bạn chịu chịu khó mấy mấy bạn làm content thôi thì mấy bạn uh, cái việc mà kiếm tiền rất là dễ ha. Thì mấy bạn chỉ cần bấm vô trong này thì đây là cái link cái link của mình phải cứ một lần sign up là mình được không, không phải năm đô thôi. Nó không, không có không có cái gì hoặc khó khăn đối với mình hết nha. Rồi ok. Thì uh, mình sẽ nói sơ về về cái chương trình tiếp thị uh, tiếp thị liên kết với là Amazon là như vậy. Và bây giờ là cái những cái phần mà đăng ký rồi này nọ thì cái đó là nó uh, nó mấy bạn chịu khó làm thì nó sẽ được thôi nó 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 không có cái, nó chỉ là những cái 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 vòng tập nhảy mấy bạn chỉ 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 cần tập nhảy qua nó nó dễ nó không không khó chỉ cần khó nhất là cái phần traffic á cái traffic là cái phần nó vấn đề tại vì có nguồn 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 lưu lượng truy cập mấy bạn mới có tiền nhé phải không ok như vậy ha rồi ok thì uh, cứ quay lại với này thì mình sẽ uh, mình sẽ mình sẽ có tiền ha thì có tiền nó rất, nó rất là ok đó kiểu như vậy nhưng mà amazon được một cái là ví dụ như mình bấm như doctor strain đi strain doctor Strange. đây ok mấy bạn mấy bạn nhìn kỹ nè ví dụ như mà mấy bạn đang uh là một cái còn tên mà mình một ví dụ mình đang quay ngược lại thời gian là mình mình đang quảng bá cái cái phim này thì hiển nhiên là người ta sẽ bấm bấm vô chồng trong cái 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 này rồi phải không là người ta đã đã đã, đã coi rồi đó thì cái đây là nó có những cái phần uh, pr, pr, cái 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 phần prime video nè đó kiểu như vậy ha thì mấy bạn lấy cái link này thôi. Đó là mấy bạn đi promo là mấy bạn đi đã có tiền rồi ha. Đó, đĩa rồi này nọ luôn nó rất là hay. Và người ta thường á là người ta mua những cái bản kỷ niệm để người ta coi như vậy đó, người ta rất là người ta những cái người mà nó nó có cái sự đầu tư về cái chất lượng gọi là chất lượng trải nghiệm của họ, họ sẵn sàng họ bỏ tiền. Nha. Yeah. Ok. Thì cái này nó nó rất là ổn cho mọi người làm ha còn ok thì chúng ta sẽ quay lại với lại cái Audible ha. Cái Audible là mình chỉ đang nói về một cái vấn đề một cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực sách thôi ha. Rồi. Thì chúng ta sẽ ở à, à, đây đi ha. Đây rất là ok. Nó rất là nhiều gói Audible này ha. Rồi ok mình sẽ lấy một cái rồi đây mình sẽ lấy một cái cuốn này cái cuốn này gọi là một nghìn không trăm một, một... một trăm bốn ngàn rating rất là cao ha đó thì enjoy free continue free nè mấy anh em thấy không free có nghĩa là free có nghĩa là mấy bạn uh, mấy bạn uh, nghe ở trên cái Audible gọi là free. nói okay, kiểu như vậy thì mấy anh em sẽ lấy cái link này đi promo. rồi ok thì đây là một cái video nó làm trong cái phần random, random kiếm tiền gọi là kiếm tiền um, gọi là ngẫu nhiên trong cái video của mình. Đó. thì sắp tới mình sẽ làm những cái series đó. đại vì mình làm tự nhiên thì nó sẽ không có không có bị gấp gáp hoặc là bị ngược ngùng cái gì hết Tại vì nó nó đối chiếu với một cái bản thân gọi là một người marketing đang làm ở một cái niche đó và bạn vẫn có thể làm được với cái phương pháp của mình để mấy bạn kiếm tiền nha yeah. Ok thì ở đây là continue for free Audible nè đó Pixel invasion đây là uh, một lời mời đặc biệt từ Audible enjoy for free try or not thà free cái này rất là ok nha cái chữ free này rất là ok và chúng ta sẽ có cái link ha có cái link để này rồi ok chúng ta sẽ gõ ở trong Google là Instagram influencer. random hết nha chứ mình không có chuẩn bị trước cái gì đâu, mình không có muốn như vậy. OK, thì uh, chúng ta sẽ chọn ha, uh, sẽ chọn hai, uh, hai, influencer Không biết là cái cái, <laughs> cái web này nó lạ quá mình cũng không biết có được hay không. Service, uh, service, không biết này nhìn tèo quá, nhìn nó không có chuẩn. web nữa. Yeah, đây. Hai cái này tắt đi, cái này nhìn nó rất là chuyên nghiệp ha. Rồi ok. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mò để coi là mình sẽ theo cái cách thức của mình luôn nha, mình sẽ mò. À. coi là những cái những cái niche nào mà nó nó ok hơn ha. Select country Country thì bất kỳ đâu Không vấn đề gì Và <laughs> Mấy bạn thấy không? Những cái influencer này nó tới một triệu mấy lượt tương Nhưng mà mình sẽ không cần tới nhiều đến mức như vậy đâu Mình sẽ nhân dần lên Tại vì more or less nè Cái này nó bị sao rồi OK được rồi này. OK, uh, chúng ta sẽ vô trong phần là cái nãy là book đúng không? Thì uh, chúng ta sẽ bấm vào cái phần là lifestyle đi, phong cách cuộc sống đi, happy relationship. OK, rất là kinh khủng. Đây, low to high ha Low, low to high Ok Thử mình là làm, làm random thôi nha anh em Tại vì ở trên này nó Nó cực kỳ nhiều cho nên là Mình sẽ không có thời gian mình giải thích Thì cái của mình đang cần á Là Một Cái influencer Gọi là nó vừa tầm một tí xíu ok mấy này thấy không ở đây nè nó có 31 k 31 k fitness health and technology cho nên là là không phù hợp từ như vậy đó thì mình đang nói về một cái cuốn sách mà đang đang nói về một ai dành cho sách và thì những cái người mà tập gym fitness thì nó không có đúng ngách lắm thì đúng nghĩa là sẽ có những người người ta thích coi thích thích, thích nghe cái audible thì nghe sách nói nhưng mà mình phải kiếm tiếp ha nó như vậy discover more influencer ha ok nature photographer rất ok nhá rất ok đấy mà anh em để nó chỉ có 5 đô la thôi và chúng ta sẽ tìm cho mình ok chúng ta sẽ có uh, một cái lượng follow gọi là khoảng uh, một cái lượng follow khoảng là mà uh, 10k ha 10k là được 10k Uh, nhiều khi là cái này nó nó không chính xác nhưng mà mình có cái phần gọi là check cái 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 cái, cái uh, check cái độ rating ở trên Instagram nữa nhưng mà mình không sẽ không phải làm mình sẽ làm theo cảm tính để cho nó dễ thứ nhất là về uh, về nước thì chúng ta sẽ lấy ở nước uh, những cái nước 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 đứng đầu có nghĩa là nước Mỹ Ha, nước mỹ nó rất là ổn và vượng follow thì nó sẽ tầm khoảng là ok số lượng, lượng follow của mình uh, nó sẽ làm là tầm khoảng là uh, hình như là bắt đầu nó tăng dần rồi đó anh em 1,3 1,8 tới uh, 6 huh? rồi mấy anh em cứ lọc từ từ nha để coi ai sẽ có cái, cái 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 độ rating nó cao ở à, đây nè một cái 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 cô gái à, à bên ấn độ thì không được không 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 lấy được không lấy được đây thì ví dụ như mình lấy cái cô này ha một cái cô này ở bên nước mỹ và chúng ta sẽ có 1,1 người theo dõi lượt theo dõi là nó 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 xịn xò đó à, kiểu như vậy thì mình sẽ chọn cái con này và chúng ta bắt đầu đi promote cái 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 killing amazon nó. Và mà em phải hiểu là cái dạng mà cái dạng. À đây ok nè, Amber Tyler nè. For company that I like. Đây, cái này cũng rất là ok luôn. 3, 3. 3. 1 3.1 kìa ha. 8,9 đời lifestyle Xbit rất là ok và đây sẽ là một cái make up hairstyle fake hair train rồi ok rất là ok luôn đó thì mình sẽ lấy cái con này thì uh, bây giờ mình sẽ đổi lại một cái, um, cái 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 này nó về cái 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 cái, cái beauty á thì cái này nó nó về con gái thì mình sẽ chỉnh lại một tí xíu à mình sẽ chỉnh lại cái nào nó gọi là relationship relationship book này, đó, bấm cho anh em coi. Tại vì sao? Tại vì nó liên quan nhiều về 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 phụ nữ nha này. Đó, nó nó liên quan về 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 phụ nữ ha. Nó kiểu như vậy. đó thì uh, đây lớp in đây audible audio book đây. đó thì mình phải có cái, 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 sự hiểu biết đó để, audio book là đồng không đồng nè đó nó cũng y như vậy đó cho nên nó là cái việc mà cái việc mà link gọi là connected giữa những cái, cái 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 offer những cái niche những cái offer những cái đối tượng nó nó phải thống nhất với nhau nó như vậy đó à, thì mấy bạn sẽ có được tiền nha đó, kiểu như vậy ha rất là ok cứ một ngày năm đô xong À, ok thì uh, mong là cái video hướng dẫn uh, cơ bản như thế này thì sẽ giúp cho mọi người có thêm những cái góc nhìn mới về những cái cái phương thức của mình ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha.